Giờ sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 741, đoạn qua ấp An Quà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khiến cho một người tử vong, còn một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng nay, anh VVH, ngụ tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 48A-13810, chở vợ là chị TLAL, lưu thông trên đường tỉnh 741, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên thì xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải, tông trực diện vào trụ điện đôi bên lề đường. Cú tông mạnh khiến cho một trụ điện bị gãy đổ, chiếc xe 7 chỗ bị dội ngược trở lại, biến dạng hoàn toàn phần đầu. Vụ tai nạn khiến cho chị L tử vong tại chỗ, anh H bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.